Hello chị, các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng mình đến với một lớp học ở hướng dẫn sóc lọ bạn. Nhưng mà mình là giáo viên nhưng mà cũng lâu lắm mà không thực hành nên là phải nói là kinh nghiệm nó không được dày dặn như xưa. Ê, ngay mà mình đã thấy nó đấy mà vẫn không không chạy nữa. Thằng ok, các bạn đợi mình xíu để bắn nó quen tay đã. Đó đó, né đi, bây giờ mình nên né đi. Đó, ui ôi, trượt rơi. Bắn không chuẩn gì cả. Đấy, đã đúng rồi, trúng anh luôn. Ui, tôi chưa gì, quay mặt đã đập mặt vào con véo rồi. À, thế rồi nhá. Chết đi cưng ấy. Vãi, nó nhảy thẳng vào mặt mình rồi. Lại thích đập mặt vào véo à. Không tốt được cưng ạ. Ôi, dặn mãi về sốc một cái mà. Sao, tao sốc xịt không. Ây da. Ôi, ui. Không tha nhau cho một mạng gì cả, sóc cho nhau một mạng thôi thôi. Rồi mình có cảm giác là ấm ấm tay rồi, ấm tay rồi, sóc một lúc rồi thấy ấm tay rồi các bạn. Nên các bạn yên tâm là mình sẽ tỏa sáng được. Ây da. Tôi phải né đi, nó nhìn thấy mặt mình rồi các bạn. Nó lại khinh rồi bây giờ. À, các bạn thích mua dụng cụ này ở trong cửa hàng GP mới 53.000 thì sao nhỉ, mình chợt nhớ đấy. Đầu vừa thế đều một phát này, còn cửa khó đấy, mình không biết là bắn nó có lên đam không ấy. Phải sốc lọ lên đam ấy nhỉ. Ok, đùa cứ nhờ. Ui, không sao các bạn ạ, thế là chúng ta được sốc được một mạng rồi kìa, ngon không? Tự nhiên là phi vào mồm mình chẳng có biết gì đâu. Ôi trời, đâu vậy? Trời ơi, lại đập mặt vào véo rồi. Đấy. Ôi trời. Ui, nó hồi sinh này. Tôi té đi các bạn. Tôi cho mình lên chuồn đi thôi. À, đây, các bạn lên đây này. Các bạn đấy là chuồn, nó không để ý đâu mà. Chứ con đầu to nó biết rồi. Hello. Chạy 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 chạy. Hồi này chúng ta phải sốc kiểu bí ẩn các bạn. Các bạn không nên sốc, nó sốc quá lộ liễu vậy nè. Đây gọi là chọn mà chọn chỗ mà sóc ấy. Ui, tôi té đi. Ui heo mấy sao đây. Rồi ôi, sóc thành heo luôn này. Chết không. Gọi là sóc 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 lọ lên thần này. Đấy, cứ nhảy như thế này không phải là thần thánh thì gọi là cái gì. Lại lại rình mò cắn trộm đúng không? Nhìn cái mặt là tao biết rồi. Nghi vãi. Đâu, cứ phải giết mấy thằng cắn trộm chứ các bạn, nó rất là nguy hiểm. Đó. Đây. Sau một hồi sóc là lên xu hướng thì chúng ta lên được top 5. Okay. Cũng khá là vật vã đấy nhưng mà cứ biết vậy đi. Cứ đợi khi nào mà kiểu như các bạn nó có cái tâm gọi là đẹp. Gọi là cái tâm thần. Tâm thần thoải mái các bạn, nhưng mà bây giờ mình thấy hơi nó hơi hay cay cay rồi. Rồi chú quỷ nó cố chú quỷ mà vẫn thành đồ to này, vẫn cay. Không sao, bình tĩnh. Coi như đây là cái thời gian các bạn phải có thời gian nghỉ ngơi đúng không ạ? Thì các bạn phải bình tĩnh, không được cay cú. Đó, tí nữa cận chiến cho là nghỉ không cay cú được luôn đấy. Tôi thấy mình té đi. Giờ các bạn thích mình kiểu cho chúng nó thành heo không? Bây giờ heo cho nó mà nhiều nhiều như này, chúng nó heo một sao con đầu to cào sướng. Vếu, vếu ấy. Ui, chị này chị giật còn hơn rồi. Xem phim sóc. Thế rồi nhá. Ok rồi. Được lắm. Này, này, lau lau lau. Gì đấy? Dám chơi sóc lọ phiên bản cao hơn Linh à? Nó chơi Dead Trailer mà mình chơi khẩu M3 là kiểu sóc lọ đẳng cấp cao rồi. Kiểu như là nó phân chia đẳng cấp ấy, sóc lọ phải phân chia đẳng cấp ấy các bạn. Ở đây đây này. Ôi, tôi chết rồi, đâu rồi, mù mắt rồi. Nhìn thì nó thế nào rồi bắn ra rụng luôn kìa. Ô thanh niên đấy. Mày cứ đứng lên đấy thì ai giết mày, mà tại sao mày bị suy vi số làm gì, vẫn chưa hiểu lắm nhưng thôi kệ đi. Ôi ôi, vừa ra đến nơi nó chết mất rồi này. Ok, ôi ôi, mình lại cứu bạn rồi, chết thôi. Vừa sóc lọ lại vừa sóc lại còn vừa có tinh thần tương thân tương ái thế này.
Trời, mình chỉ sợ nó vụt, kiểu nó vụt linh tinh ở chết mình. Tôi chết rồi. Phải diễn nhanh các bạn ơi, không tìm nó heo như sao. Đâu rồi, nó đâu rồi? Ôi mãi chém gió rồi các bạn ơi, ngu người rồi. Bá sao luôn này, mình không biết là có CJ thì bọn này không này. Hôm nay có thể nghĩ về cái đề tài mà kiểu chuyên môn của mình cũng giỏi phết ý. Nghĩ đến nhiều cái chém. Ây ơi, mắc luôn. Đó, xuống. Ôi đồ ấy. Một phát. Ok. Ok. Nó khó nhìn quá. Ôi, bắn đau quá bạn ơi. Đùa. Vậy ai con ba sao sợ thật. Không làm gì được nó luôn, nó cứ lượn cầu thang đấy mình nhảy cao hơn mà. Chịu luôn, quỳ luôn. Ok. Phải giữ tay là thoải mái với sóc nó hiệu quả được các bạn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời, mất bình tĩnh rồi. Huyết áp lại lên cao rồi. Cười khó này, bực bình. Rồi, và top 5 các bạn, chúng ta vẫn duy trì được cái tâm lý thoải mái như vậy, như là chúng ta khá là ổn rồi. Hello. Sao? Ôi đây đây đây. Ui sóc nó đẳng cấp cao. Ủa, cho vụt cho cái nó ngoẻo luôn rồi. Hello. Nào đây đây Linh test thử bài tập. Ui game. Bắp bắt chết luôn các bạn ạ. Chất thật. Nếu gọi là sóc có cá tính đấy. Chạy đâu sâu. Này đi. Này đi. Này đi. Chạy đi. Ui bọn này nó cứ vu vơ là chết mình này. Bây giờ bọn giòn này nó ghê lắm. Nó hồi ép nhanh bọn đầu nhỏ này. Nếu mà các bạn không có chơi kiểu cận chiến nó thì rất là mệt. Nó hồi ép rất là nhanh. Còn hồi cả nhanh đấy chứ. Hồi ép nhanh thì xong rồi nó lâu ấy. Một phần lần ép của nó phải đến có đến 5 giây không. Phải chơi bình tĩnh lại. Sao cái gì vậy? Nó sốc mất hết cảm xúc rồi. Rồi. Ôi dồi ôi, chúng ta đã vươn lên được top 7 rồi các bạn. May quá. Sốc phải lúc nào phải lên phải thăng hoa kiểu như thăng hoa các bạn. Ôi dồi ôi, chết rồi, sao lại đi vào đây. Một kill. Ui, khiếp, bọn này nó toàn chơi kiểu sóc đẳng cấp cao này, làm sao mà đỡ đây. Sắt gun VIP đời, Destroyer đây. Hỏng ăn rồi các bạn ơi. Không biết bao giờ mình chúng ta mới vươn lên được top chót bảng. Ui, giật mình. Có. Ui, cẩn thận nha, mình đã mất hết thanh. Một pha này. Cái này tầm cự ly gần của mặt rất là khỏe đấy nhé. Rồi từ Lisa thì các bạn thấy về. Đây 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 đây, bình tĩnh. Các bạn bình tĩnh, các bạn bình tĩnh, đúng rồi, xuống đây. Một phát. Ui các bạn thấy mình chém không? Chém mới hiện máu mà. Xin đến thì sắp chuẩn rồi. Ôi chúng ta vẫn ở top 7 các bạn. Muốn lên top 8 thì cũng cả là một vấn đề đấy. Phải bình tĩnh lên, bình tĩnh lên, bình tĩnh, bình tĩnh. Giữ tâm lý thật là ổn định nhất. Ui dồi ôi. Nào. Ui dồi ôi. Hai thằng hai bên luôn kìa. Hay thật. Có gì đây. Thôi tha em đi anh ơi. Thôi em chết, anh chết đi em nhờ. Đấy ừ, đúng rồi. Cứ thế là chết đi, cần gì phải mua máy làm gì. Ui dồi ôi, lại về quá. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Vui vãi. Còn tôi là mình té đi. À rơi nhá. Ôi tôi mình cũng rơi à. Ô rồi đại vương ơi. Sao càng ngày nó càng bị thiếu độ chuẩn xác rồi. Bỏ trời quá các bạn. Mình không kêu ở đâu, mình nghĩ ra cái bộ môn này đấy. Cái bộ môn này đã ghé ở
Sao thầy khác dạy thì thầy thầy Linh cũng không ổn rồi. Vút lên vút xuống chả được mạng nào. Khẩy quá. Khóc khùng là khóc đâu. Không ra nước mắt rồi. Nó cười ra nước mắt chứ nhỉ. Khóc ra nước mắt thì quá bình thường rồi. Đấy. Nó cào đằng sau mà nó cào đằng trước mà mình đằng sau còn chết các bạn ạ. Trời ơi thầy ngu mắt rồi thầy ạ. Thầy ngu vãi cả cức ấy. Thôi té đi. Thôi chứ mình không dây dưa nó bọn cửa hó này. Ủa đấy 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 đấy. Trời ạ. Vừa mới được con nháy xong rồi nó lại bắt chết mất. Rồi cái lúc quan trọng thì nhảy không được các bạn. Những linh tinh mà chẳng có gì, chẳng có thằng nào trên đấy thì chúng ta sẽ... Mình nhảy rất là hay. Phải nói là mình rất là dồ mốt. Đấy như vậy đấy. Cảm ơn làng. Thank you. Mày nhìn đi. Chết mất. Ui dồi, thà mình chém dao bừa. Chém dao bừa khi được mạng các bạn. Để chạy đó đi. Ui bắn bừa để chết được mạng này, ngon. Ôi chúng ta vươn lên top 8 rồi các bạn ạ. Yeah. Quá là tuyệt vời trong buổi học ngày hôm nay. Các bạn nào chưa đăng ký danh sách lớp học thì nhớ đăng ký hộ mình. Mà nếu mà thích bộ môn này thì các bạn nhớ like luôn đi. Thầy hôm nay kiểu như dạo này số lọ nó đấy lại béo kìa. Các bạn chém gió này kiểu gì cũng có biến là sao đít. Ôi vừa phải đây. Ôi em dạy thầy giáo không tha. Trẻ không tha giáo không thương. Ôi có khi clip mình sẽ tạm dừng đấy nhá. Các bạn xem clip thì nhớ like share của mình. Đúng rồi vui vui này các bạn ạ. Mình ôi sao lại lên top 6 rồi. Trên hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, càng ngày càng ngu này. Ôi bye.